Thưa quý vị, báo chí tuần qua thông tin nhiều nội dung quan trọng trong lĩnh vực tài chính, trong đó có thông tin bổ sung gần 9.900 tỷ đồng cho chính sách an sinh xã hội. Các báo cho biết, Phó Thủ tướng vừa ký quyết định số 1761 về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2023 cho các địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội từ năm 2023 trở về trước và hỗ trợ chi trả chế độ cho số lượng biên chế giáo viên được bổ sung theo quyết định số 72 của Bộ Chính trị. Báo chí trong tuần cũng thông tin về việc Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo luật thuế giá trị gia tăng. Các báo dẫn thông tin Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi theo hướng nhằm tháo gỡ bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật. Điểm mới của dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi là ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng với cá nhân, hộ kinh doanh dự kiến là 150 triệu đồng một năm, tăng 50 triệu đồng so với quy định hiện hành. Bộ Tài chính cho biết việc điều chỉnh là để phù hợp với mức biến động của giá cả. Một vấn đề khác cũng được báo chí quan tâm, đó là việc tăng hiệu quả quản lý thuế thương mại điện tử. Các báo dẫn thông tin, trong năm 2024, ngành thuế tiếp tục mở rộng đối tượng nhằm thu đúng thu đủ thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. Cơ quan thuế sẽ áp dụng phân tích dữ liệu lớn để xác định không bỏ sót bỏ lọt các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nước ngoài có doanh thu phát sinh tại Việt Nam mà vẫn chưa đăng ký kê khai thuế đúng quy định.